Này luôn rồi các bạn ơi, mình đang kiếm mắt hàng. Ok, bây giờ mình sẽ lấy gì đây? Kiếm nè. Bánh mì. Ok, mình lấy bánh mì để hầm máu. Oh my god. Chạy sao tìm được đây các bạn? Ủa mà đây cái gì á? Sao trên này có không? Nếu có thì mình sẽ kiếm từng gương nha. Này, gương này, để gương này. Wow, có liền luôn rồi nè các bạn ơi. Ê, 7 giờ đi lộn đường thì. Còn đây, kiếm một chút. Đang chơi map chạy map tìm cái nút phần 2. Anh chơi có map bắt cua chơi quả hiếm được các bạn ơi. Thích bên đây coi. Trời ơi. Bên này. Ơi có nè. Yeah. Mình đã có rồi. Có ba cái rừng này nó lấy xiết cho mình một xiết này. Ủa là ghê ủa cái gương đây là gì? Yes. Này kia bay lên nào, tiền cần gạt cái mọi người. Cần mất bạn nhìn mê cung này lùng màng không qua được đó. Đúng rồi. Ra ra có luôn rồi nè. Ủa mà có cái cần đẹp luôn rồi nè. Ủa, đi đây nha mọi người, mình cũng đã tới cái này luôn rồi nè các bạn ơi. Để thôi. Ủa mà mình thắc mắc sao ơi. Cũng hơi sợ đây. Nổ quá. Nổ. Sorry bé. Đâu thử đá vô mấy cái này cái gì. Ây da, ây da. Oh. Wow, cái này cho chơi cái lửa nè. Cái gương ở trên kia kìa. Bắt cô được không? Không bắt được các bạn nói. Ok. Đây là cái khe nè. Nào ok. Ok. Cái bây giờ mình sẽ đi lấy thôi. Wow, đi ngược dòng luôn nè các bạn. Yay. Thế rồi, sẽ vừa. Dạ. Yeah. Mình đã lấy rồi. Kìa đây. Cái đó là cái cần đẹp. Gì? Toilet sinh trọng đầu đầu. Đâu cái này cái gì đây? Wow, các bạn ngồi nhìn nè. Wow. Không có. Thôi là mình nghĩ là mấy cái lỗ dơ này nó có nè các bạn ơi. Ê ê nè. Ở bên đây không biết là cái gì nữa nè. Hai tiền từ đầu đó. Bạn này là mắt có tấm vải nào luôn các bạn ơi. Ôi vừa mới vô là mình tìm tính tiền từ đầu đến đây. Trời ơi, cái nó đột xuất vậy đi luôn. Trời mấy thì nắng. Kìa là khoảng 2 mấy thì mình nghĩ là mình sẽ tìm từ đây qua đó đi. Để anh thấy.
Ủa sao mà thích hơn nó vợ? Cái gì chậm nè, nhẹ chậm nè, đại dương. Trời ơi, nãy mình tính lớn vào dây điện, khen khen vô. Wow, tụi mình cũng sẽ tìm được con gà cái này siêu vật rồ luôn. Còn cái này là chết, nhảy xuống người chết á. Ấy á, no, không có được những hạt sinh đâu đó. Ủa wow, ia ấy nhỉ. Còn đây mới là hát đã nè. Mật khẩu ta là kẻ xuất nhân đây. Ai hơi chìa khóa trong này. Mật khẩu để có ai gửi cho mình không vậy? Tìm cái tướng gửi đi các bạn ơi. Tìm cái tướng gửi đi. Tìm cái tướng gửi các bạn ơi. Cái này nó không có ở để cho mình hay gì, mật khẩu mình đâu có biết đâu. Đây, nó có giấy gửi hay gì nè. Mật khẩu 153. 153 đúng không? Đâu. 1 5 3 mở chưa? Yeah, mở rồi. Anh thường nó giấu em mất tiền đây, thấy rồi các bạn ơi. Gì vậy? Góc thư viện hả? Wow, nhiều xác chết của cáo á các bạn ơi. Wow. Bây giờ mình sẽ đi tìm nè. Wow. Wow. Cái này nó có để lắp màn hình hay gì các bạn ơi. Ghê quá à, tâm quá à. Xem gì để đi xuống. Gần hết thở rồi. Đi xuống mà gần hết thở rồi nè. Ok, cái này ai cũng biết bắt cua cửa hết trời. Bây giờ mình sẽ lên bắt cua cửa đây coi. Nó cho mình chơi anh gian được không? Nào, nó không cho mình chơi anh gian được. No, mình đã chơi anh gian rồi. Cho mình chơi anh gian chút xíu nha các bạn ơi. Chết nữa. Các bạn nào không biết bắt qua cửa hơn chứ mình là mình biết bắt rồi. Từng cục các bạn ơi. Con đường sao trời. Mình leo lên nữa nè.
nãy là bơm xe thôi các bạn ơi, chứ không phải là tiếng địch của ai đâu ha các bạn. Ok bây giờ cho tiếp thôi các bạn. Cái đầu cái gì ta? Ta bơm xe nổ thôi mà bơm cũng cái đầu. Tìm mà. Mình đã tìm được đường ra nè nhưng mà không thể cái chị vậy qua nó nằm mơ nữa. Mình mấy rồi mà level ơi level. Mình mấy rồi? Mày ơi ơi mình kiếm được rồi nè. Yeah. Ba mình đang ngồi coi các bạn ạ. Ngồi coi iPad của mình đó bạn. Ok bây giờ mình gần win rồi các bạn ơi. Bây giờ chúc các bạn các bạn ngày vui vẻ đi học cho dễ nha. Buổi chiều hay buổi sáng chi kể. Bây giờ mình sang xe đây. Ba. Rồi cho đây cho con. Đi sửa soạn đi. Sửa soạn gì?